Em test cái bàn nào cho anh nhá. Đây cái bàn nào đây. Đó. Bây giờ cái bàn nào đây nhá. Sẽ mở ra nha. Đó. Cầm này, cầm quai, kéo. Kéo này để nó mở cái khớp này ra này. Mở hai khớp này ra nhá. Đây. Đó, bàn nào đây nhá. Ừ. Rồi. Đó. Bây giờ là cái bàn nào này sẽ đó. Đây là ép để em nước nha. Em nước. Em nước thì em sẽ cho một tí nước vào đây nhá. Em sẽ cho một tí nước vào đây. Đấy nha. Đó. Hơi đổ một ít cái nước vào đây nha. Đó, đổ ít nước đây thì nó bây giờ nó đang trong nhỉ, nhưng mà lát nữa nó sẽ bốc hơi sương, nó sẽ tạo thành một cái lớp mờ trên này nhá, vì nó có nước đấy. Hiện tại bây giờ thì là nó chưa ấy, thì nó không có động cái hơi sương, không ấy lên, thì lát nữa hơi nước nó nóng lên thì nó sẽ tạo thành hơi sương nhá, anh chú ý nhá. Đấy, em test thử luôn cái mộc này cho anh nhá. Rồi. Đó, đây đèn lên rồi nhá. Đó, đèn điện lên rồi. Đó. Đó. Nên em sẽ dùng cái súng để em sẽ đo nhiệt độ. Đó. Đợi một chút nhé. Nó có một cái tí tiếng kêu kiểu kiểu dạng như là một cái kiểu đun đun sôi ấy, vừa kêu. Đây nhá, em dùng thử cái ngôn ngữ dịch nhá. Đấy, dùng thử ngôn ngữ dịch này. Đấy, nhìn thấy không? Cắt tức là ngắt điện này, thấp này. Đấy, thấp xong rồi đến trung học phổ thông tức là nó gọi là cao hơn nhá. Đó. Cao hơn. Này, nó gọi là chỗ này nó gọi là hơi và đưa Google đưa 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 máy ảnh Google vào nhé, nó sẽ dịch ra một bên là hơi và khô. Đây, chỗ này em hơi tối một tí em ra nè. Đấy, tắm khô kìa. Đấy, tắm khô và tắm hơi. Đấy, một bên là tắm hơi và một tức là một bên là khô, một bên là hơi. À, hơi là ấn. À, à. Rồi bây giờ nhá, em sẽ thử ấy nhá, em sẽ thử thử ấy, bởi vì đây nó đã điện nó đã ngắt rồi. Đấy. Thì em sẽ thử xem là nhiệt độ là của nó đã lên chưa nhá. À, ví dụ nhá, đây là em đo chưa có gì này. À, 36 độ nhá. À, nhiệt độ đây. À, rồi, à, bây giờ em sẽ bấm này. Đấy, 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 thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy, nóng kinh khủng chưa? Đấy, cứ thế xong mình là thôi. Đấy, đấy còn đấy, là nhá. Ok nhá. Em đã test xong cái bàn nào rồi thì mọi chi tiết thì quý vị nào có lấy thêm thì xin alo cho em nhé. Ngoài số điện thoại của em là 0966594581, khi nào hàng về thì em sẽ thông báo cho quý vị nhé. Đấy. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em. Cái này quý vị lưu ý nhé, cái này điện 100V đấy nhá. Đấy, điện 100V đó. Và quý vị cắm cái nguồn công suất, nó phải là cái công suất của quý vị nó phải là trên một phải tầm 1500W, vì cái này của nó đã trên 1000W rồi. Đó, đây cái này nhé, cái này của nó đây.
Cái này của nó là một nghìn hai trăm W này, một nghìn hai trăm W thì lúc đấy mình sẽ phải dùng là cái 1500W nhá. Tầm 1500W thì mình dùng cho nó dư giả một tí nhá, cho thoải mái nhá. Vâng, em xin cảm ơn.